Sau hơn một thập kỷ hình thành phát triển, từ một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chuyên nhận một số công trình chỉ định hoặc tham gia thầu phụ những dự án nhỏ. Đến nay, Phương Thành Chancosin đã trở thành một thương hiệu uy tín và có tiếng trong ngành xây dựng cơ bản tại Việt Nam. Năm 2004 là một dấu mốc lịch sử quan trọng khi công ty đi theo chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải. Với chiến lược quản lý và điều hành sáng suốt, tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản gọn nhẹ. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực toàn diện về trí lực, thể lực lẫn tinh thần, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại cùng đổi mới trong hoạt động tiếp thị, công ty đã vững vàng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Đặc biệt là những năm ngay sau cổ phần hóa, khi giá cả nguyên vật liệu leo thang và thiên tai xảy ra thất thường, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã phải chịu thua lỗ kéo dài dẫn đến phá sản. Chặng đường hơn chục năm cổ phần hóa đã chứng kiến mức doanh thu trung bình tăng kỷ lục lên gấp 10 lần, đạt con số 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Tập thể Phương Thành Chancosin vẫn luôn nhất đoàn kết một lòng, kiên định mục tiêu, vượt qua mọi khó khăn, chứng minh năng lực bằng chất lượng và hiệu quả cho nhà đầu tư. Ghi nhận những thành quả đó, ngày 16 tháng 2 năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành và cá nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Phạm Văn Khôi được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng 3. Với sự nỗ lực của tất cả, từ lãnh đạo công ty đến các phòng ban cũng như các ban điều hành công trường và đặc biệt là toàn thể anh em cán bộ công nhân viên của công ty Phương Thành cũng như các công ty thành viên đã đem lại một cái năm mà có thể nói là chúng ta thành công rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực, từ vấn đề tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của công ty là tổ chức thi công các đại công trình lớn. Trên đà tăng trưởng, công ty đã tham gia hàng loạt các dự án gói thầu quan trọng với vai trò nhà đầu tư và nhà thầu thi công như dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, BOT cao tốc Hạ Long Vân Đồn, BOT cầu Bạch Đằng, cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, dự án nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống với giá trị sản lượng mỗi dự án lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Năm 2016 là một năm đầy biến động về kinh tế, chính trị và xã hội, không chỉ đối với thế giới, Việt Nam mà còn với cả ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, với mục tiêu rõ ràng, định hướng cụ thể, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo công ty, tận dụng tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Phương Thành và các công ty thành viên đã giành được nhiều sự thành công rất đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản lượng đạt xấp xỉ 1.600 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án cầu Bạch Đằng đạt xấp xỉ 700 tỷ đồng, dự án cao tốc Hạ Long Vân Đồn đạt xấp xỉ 320 tỷ đồng, dự án Pháp Vân Cầu Rẽ đạt xấp xỉ 150 tỷ đồng, dự án Vram Quốc lộ 6 đạt 86 tỷ đồng, dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng, dự án Cao Lãnh Vàm Cống đạt xấp xỉ 140 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 80 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng mỗi người một tháng. Trong năm qua, công ty Phương Thành đã bàn giao đưa vào sử dụng và bàn giao hết bảo hành các công trình lớn như gói thầu A5, A6, A7, dự án đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, gói thầu cầu Nậm Khao, cầu Bắc Ma tỉnh Lai Châu, gói thầu của CVK 7.3 đường hành lang ven biển phía Nam, gói thầu 14 cầu Sáo Nạn, dự án đường Hồ Chí Minh, gói thầu XL01, XL03 và XL05, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 tỉnh Khánh Hòa. Các công trình bàn giao đi vào khai thác và sau thời gian bảo hành đều đảm bảo chất lượng, được chủ đầu tư và các cơ quan quản lý khai thác đánh giá cao về chất lượng mỹ quan. Dự án kết nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống có tầm quan trọng với sự phát triển kinh tế của khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, khối lượng công việc chủ yếu tập trung vào việc xử lý nền đất yếu và triển khai thi công cầu lắp vò. Mặc dù chủ đầu tư bàn giao chậm mặt bằng của một số hạng mục như trụ P13, P14 và mố A2, nhưng ban điều hành dự án đã phối hợp tích cực với chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng và nỗ lực trong triển khai thi công. Gói thầu đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của năm 2016, trong đó nổi bật là hoàn thành 100% kết cấu phần dưới và công tác đúc hẫng cầu lắp vò. Công ty đã mạnh dạn thay đổi biện pháp tổ chức thi công khối đúc trên đá giáo sang móng cọc khoan nhồi, điều chỉnh lại kết cấu xe đúc hẫng của cầu Thới Bình để phù hợp với cầu lắp vò, điều chỉnh hệ thống đà giáo cối K9
trên cơ sở tận dụng triệt để hệ thống vật tư sẵn có để tiết kiệm chi phí. Thời điểm cuối năm, công trường đã triển khai thi công cầu rạch lớp vỏ, cầu kênh danh, hoàn thành công tác gia tải đợt 2 phần nền đường, tạo tiền đề cho việc hoàn thành công trình vào năm 2017. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung phát triển và đảm bảo an ninh quốc phòng. Theo hợp đồng, gói thầu năm mà Phương Thành thi công có tiến độ hoàn thành vào ngày 28 tháng 4 năm 2017. Công ty Phương Thành tham gia thi công cùng với 3 đơn vị với vai trò đứng đầu liên danh. Trong đó, giá trị Phương Thành đảm nhận 568 tỷ, chiếm 70% tổng giá trị gói thầu. Hạng mục nổi bật nhất của gói thầu chính là thi công hạng mục tường chắn đất có cốt dài 750 m. Có thể nói, đây là phân đoạn tường chắn có chiều dài kỷ lục của châu Á. Rút ra được những kinh nghiệm sau khi thi công xong hạng mục tường chắn MSE ở đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, công ty đã bố trí hệ thống máy móc phù hợp, đội ngũ công nhân và kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ để tổ chức thi công hạng mục đảm bảo chất lượng trong thời gian chưa đầy 5 tháng, được sự đánh giá cao về chất lượng của tư vấn, chủ đầu tư và công ty Frisnet Cộng hòa Pháp là đơn vị thiết kế hạng mục. Xác định chất lượng công trình nói chung và chất lượng bê tông nhựa nói riêng là vấn đề sống còn của dự án, công ty đã tiến hành đầu tư và lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa có công suất 150 tấn một giờ với giá trị hơn 20 tỷ đồng, lớn nhất của công ty từ trước tới nay, và máy giải mới với bề rộng vệt giải trên 8,5 mét. Đồng thời, chú trọng vào công tác chất lượng của bê tông nhựa, lựa chọn các nguồn đá có chất lượng đảm bảo, đưa về công trường sử dụng máy chuyên dụng để vo đá có được sản phẩm đảm bảo về thành phần hạt và độ thoi dẹt, đáp ứng yêu cầu của dự án. Quý 4 năm 2016, mặc dù thời tiết khu vực vào mùa mưa, trong khi các đơn vị khác đã nghỉ Tết, nhưng Phương Thành Chan Kon Sin vẫn duy trì công trường để tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Tính đến nay, cùng với gói thầu CVK2C, công ty đã tham gia 2 gói thầu lớn có nguồn vốn của nước ngoài dưới sự quản lý của các tổ chức tư vấn quốc tế, và Phương Thành là thành viên đứng đầu liên danh điều hành toàn bộ hoạt động của gói thầu, tổ chức thực hiện một cách bài bản theo yêu cầu của dự án. Có thể nói năm 2016 là một năm triển khai thành công đối với dự án Veram, quốc lộ 6. Với việc tận dụng trạm trộn bê tông nhựa sẵn có của dự án BOT quốc lộ 6, nguồn đá từ mỏ đá Phú Mãn, công ty đã triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết của hợp đồng, được tư vấn. Chủ đầu tư đánh giá là đơn vị dẫn đầu dự án về công tác triển khai thi công, nghiệm thu thanh toán và quyết toán công trình. Trong năm 2015 và 2016 vừa qua thì chúng tôi đã tổ chức đấu thầu một loạt các gói thầu của dự án. Thì trong đó có gói thầu số 6 là nằm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, thì do công ty Phương Thành đảm nhận thi công và khởi công từ đầu năm 2016 và đến cuối năm 2016 thì đã hoàn thành. Trong quá trình triển khai thi công thì đây công ty Phương Thành, thì theo đánh giá của ban quản lý dự án thì công ty Phương Thành là một trong những đơn vị mà có tính chuyên nghiệp cao nhất. Kể từ năm 2014, sau 2 năm chính thức tham gia vào lĩnh vực đầu tư các dự án về giao thông, công ty Phương Thành đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, tham gia đóng góp nhiều trong công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp dự án BOT. Với vai trò vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà thầu tham gia các dự án, công ty đã có những phương pháp quản lý, cách thức tổ chức thực hiện linh hoạt để đem lại hiệu quả không chỉ nhà thầu mà còn cho cả dự án. Dự án cầu Bạch Đằng được xây dựng nhằm kết nối dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với thành phố Hạ Long, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phương Thành được giao thực hiện gói thầu XL01 dự án cầu Bạch Đằng. Đây là một gói thầu lớn nhất của công ty cho đến thời điểm hiện tại, với giá trị gói thầu trên 1.200 tỷ. Điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn do nằm trong khu vực hải đảo, việc tiếp cận rất khó khăn. Các hạng mục đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp, tiến độ thi công gấp rút như cọc xi măng đất có khối lượng và chiều sâu lớn, cọc khoan nhồi thi công trong khu vực địa chất đá, xen kẹp các lớp đất yếu. Nhiệm vụ tổ chức thi công thế nào để đạt được hiệu quả là một bài toán khó đặt ra đối với ban lãnh đạo công ty. Vì vậy, ngay từ ngày đầu triển khai dự án, như điều chỉnh thiết kế hạng mục xử lý nền đất yếu từ phương pháp cọc cát đầm chặt sang cọc xi măng đất nhằm rút ngắn thời gian thi công. Về thiết bị, đã đầu tư trạm trộn bê tông xi măng 90 m khối một giờ để phục vụ thi công. Đây là trạm bê tông lớn nhất của công ty từ trước đến nay, giúp cho công tác sản xuất bê tông của gói thầu đảm bảo được chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
Bên cạnh đó, công ty cũng lựa chọn các nhà thầu phụ có uy tín về chất lượng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về vật tư và nhân công để triển khai các hạng mục công việc có khối lượng lớn, đúc và lao dầm Super T, hạng mục cọc xi măng đất. Đến nay, gói thầu XL01 đã hoàn thành 70% khối lượng công việc và đảm bảo được tiến độ hoàn thành trước 30 tháng 7 năm 2017 theo cam kết. Có thể nói, việc triển khai thực hiện gói thầu này là một trong những điểm sáng tiêu biểu của công ty trong năm 2016. Kế hoạch năm 2017, chúng tôi sẽ triển khai thi công hoàn thiện 4 trên 11 hạng mục mố trụ còn lại, lao hoàn thiện 11 nhịp dầm Super T trong tổng số 44 phiến dầm Super T đã triển khai thi công, hoàn thiện hạng mục đắp cát K95, K98, kết cấu mặt của phần đường, tổng giá trị còn lại là khoảng gần 400 tỷ. Chúng tôi sẽ triển khai thi công kết thúc vào 30 tháng 7 năm 2017, vượt tiến độ so với yêu cầu của dự án là khoảng 6 tháng. Do tiến độ của công trình nên chúng tôi không cứ ngày đêm, bất kể cả ngày nghỉ lễ, chúng tôi làm phục vụ về phần bê tông, chúng tôi phục vụ đầy đủ để đủ đạt tiến độ. Với sự quan tâm của lãnh đạo công ty, chúng tôi cho ăn cho ở cũng ổn định để đạt được sức khỏe để phục vụ tiến độ cũng như công việc. Là một trong những công trình trọng điểm nằm trong mạng lưới giao thông quan trọng của hành lang kinh tế khu vực Đông Bắc, đây là công trình có khối lượng, tính chất và điều kiện thi công tương tự như các dự án đường cao tốc mà công ty đã và đang tham gia như cao tốc Hà Nội - Lào Cai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của ban điều hành và các phòng ban của công ty, ban lãnh đạo công ty đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để tổ chức thi công một cách bài bản ngay từ đầu. Với đặc điểm công trình có khối lượng đào đắp lớn, khối lượng các hạng mục cống hộp, cống tròn và cống chui rất nhiều, vấn đề quan trọng nhất để tổ chức thi công hợp lý là nhanh chóng phải thông tuyến. Công ty đã đầu tư hàng loạt hệ thống máy móc mới, chủ lực để thi công phần nền đường với hơn 20 đầu máy của các hãng sản xuất lớn trên thế giới như Bomac, Caterpillar có giá trị gần 200 tỷ đồng. Đối với các hạng mục cầu, do xác định phần cầu không phải là đường găng của dự án nên công ty đã đưa ra tiến độ thi công các hạng mục một cách hợp lý, tận dụng lại các nguồn lực sẵn có từ các dự án khác, chạm trộn bê tông xi măng, đà giáo, ván khuôn dầm. Làm theo ca kíp, tranh thủ thời gian lắng giáo mọi công việc công ty bàn giao cũng như đội bàn giao, anh em chúng tôi cố gắng để hoàn thành vượt tiến độ chỉ tiêu công ty giao cho. Bất kể anh em nào cũng vậy, mọi việc của gia đình đều được ban lãnh đạo của ban điều hành bố trí cho về để thăm nhà cửa. Việc ăn ở tại công trường rất là chu đáo, lương được công ty thanh toán đầy đủ, mọi người yên tâm làm việc. Đến nay, công trường đã hoàn thành cơ bản hạng mục cống chui và cống thoát nước, triển khai đồng loạt 4 trên 5 cầu với sản lượng trên 280 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được trong năm 2016, bước sang năm 2017, hứa hẹn sẽ là một năm đầy thành công của công trình đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ có tổng chiều dài 29 km. Đây là tuyến đường cao tốc huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô và là tuyến đường đang được đánh giá là một trong những tuyến đường cao tốc đẹp nhất Việt Nam. Giai đoạn 1 của dự án đã được hoàn thành vào năm 2015. Đến nay, sau gần 2 năm đi vào khai thác, chất lượng của toàn tuyến nói chung và công ty Phương Thành nói riêng đều đảm bảo về chất lượng. Tiếp nối sự thành công của giai đoạn 1 năm 2016, Phương Thành phối hợp cùng với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã bắt tay ngay vào công tác triển khai giai đoạn 2 với mục tiêu hoàn thành trong năm 2017. Tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ mở rộng thành 6 làn xe với tốc độ khai thác là 120 km/h. Do đặc thù của dự án nằm trong khu vực Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Khối lượng các công việc nhỏ lẻ, trải dài trên gần 30 km. Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo ban điều hành dự án tập trung vào thi công cầu Vạn Điểm. Các đường công vụ dọc tuyến song song với việc thi công các hạng mục thoát nước và các vị trí đã giải phóng mặt bằng. Đến nay, cầu Vạn Điểm đã cơ bản hoàn thành, hệ thống đường công vụ đã hoàn thành trên 30%. Các cống thoát nước ở các vị trí trọng yếu đã thi công xong, không làm ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, vụ đông xuân của người dân địa phương. Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến nay, mặt bằng thi công của dự án đã được bàn giao cơ bản, chỉ còn vướng các vị trí đất thổ cư. Ban lãnh đạo công ty đã có kế hoạch triển khai quyết liệt dự án trong năm 2017 để xứng đáng với vị thế của nhà đầu tư, nâng cao uy tín, thương hiệu của Phương Thành Trancosin.
Ban lãnh đạo của công ty Phương Thành cũng đã ý thức được cái vấn đề tầm quan trọng của dự án, huy động một cái lực lượng rất là lớn về cán bộ công nhân viên trình độ chuyên môn tốt và có kinh nghiệm để phục vụ dự án. Hai nữa là các cái máy móc trang thiết bị phục vụ cho thi công rất là tốt và nhiều. Hiện nay những cái phần mà công ty đầu tư giao thông Phương Thành thi công trong giai đoạn 1 cũng có một cái kết quả cũng là rất là tốt. Và cái kết quả đó cũng đã được sự đánh giá của cả kể cả các cái bên liên quan. Mong rằng là công ty cũng cố gắng phát huy hơn nữa để làm sao cái dự án trong giai đoạn 2 là thành công, đảm bảo chất lượng và tiến độ giá thành hơn. Từ tháng 10 năm 2016, Phương Thành đã cử các cán bộ cấp cao sang điều hành tại công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ là doanh nghiệp dự án với mục tiêu tập trung cao nhất, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Công ty đã hoàn thành công tác quyết toán theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó, công ty phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và 4 quận huyện Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, công ty cũng đưa ra hàng loạt các đề xuất về kỹ thuật để nâng cao chất lượng của dự án, rút ngắn tiến độ công trình. Các cuộc họp định kỳ thường xuyên giữa ban quản lý dự án với các nhà thầu trong dự án được tổ chức để kiểm điểm tiến độ, chất lượng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho toàn bộ dự án. Với 500 cán bộ công nhân viên, công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ có quyền tự hào về một tuyến đường cao tốc cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội do công ty quản lý luôn phong quang, sạch đẹp. Một đội ngũ công nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, trẻ trung, tươi tắn, có bản sắc văn hóa công ty, luôn thực hiện bốn luôn, bốn xin của ngành giao thông vận tải, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phương Thành Chan Kon Sin phát triển ổn định, bền vững. Bây giờ chính thức là công ty Phương Thành chúng ta đã có nắm giữ được 82% trong cái công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, coi như đây là một công ty thành viên và công ty Phương Thành đang nắm giữ với cái tỷ lệ vốn rất là cao, và công ty đang có cái chiến lược bàn đàm phán với Senco 1 để đổi cổ phần cho công ty Senco 1 BOT Cầu Bạch Đằng để cho công ty Phương Thành nắm giữ 100% cái cổ phần của công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta chủ động hơn trong tất cả các lĩnh vực đầu tư, quản lý, khai thác và thu phí. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng TCI được thành lập ngày 17 tháng 1 năm 2005 với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính là thực hiện các công tác tư vấn thiết kế, giám sát công trình xây dựng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng. Năm 2016, doanh thu của công ty TCI là 14,2 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định và ngày càng được nâng cao. Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, quan hệ lao động ổn định hài hòa với các đối tác, uy tín trong công tác tư vấn ngày càng tốt hơn. Năm 2017, công ty TCI dự kiến tăng 10-15% giá trị sản lượng so với năm 2016, hoàn thiện phương án quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường. Cán bộ công nhân viên công ty luôn trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong các thí nghiệm công trình xây dựng, thiết kế bản vẽ, tư vấn trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Công ty hoàn thiện hồ sơ để được vào danh sách xếp hạng của Bộ Giao thông Vận tải, quyết tâm xây dựng công ty TCI trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững theo đúng tinh thần slogan của công ty: chuyên nghiệp, sáng tạo, thực tiễn, tiếp tục góp phần xây dựng mái nhà chung Phương Thành Chan Kon Sin. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát sở hữu mỏ đá Ba Gian Xanh Thuận Phát tại cửa ngõ phía tây thủ đô Hà Nội. Năm 2015, ban lãnh đạo công ty đã quyết tâm đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng, tuyển dụng cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật tay nghề cao với định hướng đưa thương hiệu mỏ đá Thuận Phát lên một tầm cao mới, đón đầu sự phát triển của thị trường vật liệu đá thảm polymer công nghệ mới. Trong đó, sản phẩm đá Ba Gian chất lượng cao đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lựa chọn của các dự án. Trong năm 2016, đã hoàn thiện thủ tục pháp lý khai thác khoáng sản, thay đổi cơ chế bán hàng, linh hoạt và hơn hết là tinh thần phục vụ. Kết quả sản lượng hàng bán đạt
250.000 tấn. Sản phẩm đá Ba Gian chất lượng cao, thương hiệu Thuận Phát đã chiếm lĩnh được thị phần lớn trong khu vực với các dự án lớn như cầu Bạch Đằng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 6, khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, sân bay Cát Bi, đường tránh Phủ Lý Hà Nam. Những ngày cuối năm 2016, tập thể các cán bộ công nhân viên mỏ đá Thuận Phát đang thi đua với thời gian để kịp sản xuất phục vụ tiến độ cho các dự án trọng điểm. Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo Poki Tân Á Châu được thành lập vào năm 2014 với sứ mệnh trang bị các năng lực cần thiết cho những công dân tương lai của Việt Nam trong thế kỷ 21, góp phần xây dựng nguồn lực cho đất nước. Năm 2016, Poki Tân Á Châu đã đạt được những thành công bước đầu rất đáng khích lệ. Là đơn vị đầu tiên của Việt Nam giới thiệu sản phẩm hệ thống luyện kỹ năng sống trực tuyến dành cho trẻ em độ tuổi mầm non và tiểu học tại địa chỉ www.poki.vn. Sau 3 năm phát triển, trang web đã đạt gần 24 vạn thành viên thường xuyên truy cập. Công ty Poki Tân Á Châu thực hiện chương trình chuyển giao kỹ năng sống tới các trường tiểu học trên toàn quốc. Hiện nay có 113 trường với hơn 80.000 học sinh tham gia tại các trường tiểu học của Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Poki năm học 2017-2018 là phát triển tới hơn 32 tỉnh thành và 250 trường tiểu học, góp một phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, có năng lực, kỹ năng cần thiết, đáp ứng sự thay đổi của xã hội hiện đại thế kỷ 21. Bây giờ thì Poki đã hiểu thêm một chút. Mỏ đá Khe Bàn 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 18 nằm trên địa bàn thôn Khe Bàn, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tháng 6 năm 2016, công ty đã hoàn thiện việc lắp ráp và chạy thử dây chuyền 250 tấn một giờ để khai thác đá. Đến cuối tháng 9 năm 2016, hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và sang tháng 10 năm 2016, công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý của mỏ, đưa dây chuyền nghiền 250 tấn một giờ vào hoạt động chính thức, tạo tiền đề cho năm 2017 nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài việc chỉ đạo tốt sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty thường xuyên bàn bạc chăm lo cho người lao động về vật chất và tinh thần. Tham quan, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. Tổng Giám đốc chia sẻ, con người là yếu tố quan trọng nhất. Công đoàn phải ké vai chăm lo cho người lao động từng bữa ăn trưa ở khối cơ quan, các bữa ăn, nhà ở và các tiện nghi ở công trường sao cho hợp lý. Thực túc binh cường, quân có no mới đánh thắng. Công đoàn hoạt động tốt, tức là góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty phát triển. Năm 2016, công đoàn công ty đã tiếp tục được công đoàn ngành giao thông vận tải tặng cờ thi đua xuất sắc. Công đoàn cùng với lãnh đạo công ty đã bố trí nhà cửa làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị tiện nghi, bố trí bếp ăn, nhà ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn cho mỗi công trường, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi làm việc, tổ chức tinh thần thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ các hoạt động thể thao, nghỉ mát tại Đà Nẵng, từng bước giải quyết vướng mắc hoặc những nhu cầu chính đáng của cán bộ nhân viên. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề ra những kế hoạch, hoạt động, những chính sách phù hợp để ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu chính đáng của cán bộ công nhân viên. Để đạt được điều đó, công đoàn công ty kêu gọi mỗi cán bộ công nhân viên hãy không ngừng học hỏi, cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao, có ý thức trách nhiệm, gắn bó vào đoàn kết, xây dựng Phương Thành Trang Cô Xin vững mạnh và phát triển. Nhiều hoạt động xã hội từ thiện được Tổng Giám đốc và công đoàn cụ thể thành hành động như vận động người lao động đóng góp 2 ngày lương, nộp quỹ công đoàn ngành hơn 100 triệu đồng, trao quà từ thiện đến 2 xã Minh Hóa, Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 70 triệu đồng. Công ty trích hơn 23 tỷ đồng làm một cầu giao thông nông thôn, xây mới sửa chữa trường học, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình phúc lợi tại địa phương. Kết thúc thắng lợi kế hoạch năm 2016, Phương Thành Chan Kon Sin vững bước vào năm 2017 với khí thế sôi nổi và tự hào, tiếp nối các dự án quy mô lớn chuyển từ 2016 sang và tiếp tục đầu tư, đấu thầu các dự án mới. Dự kiến 2017, công ty phấn đấu đạt sấp xỉ 2.000 tỷ đồng giá trị sản lượng, 1.800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng mỗi người một tháng. Năm 2017, Phương Thành sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công các dự án về đích đúng tiến độ với kế hoạch như sau. 1. Dự án cầu Bạch Đằng 270 tỷ đồng. 2. Dự án Hạ Long Vân Đồn 400 tỷ đồng. 3. Dự án Pháp Vân Cầu Rẽ 830 tỷ đồng. 4. Dự án Đà Nẵng Quảng Ngãi 270 tỷ đồng. 5. Dự án Cao Lãnh Vàm Cống 230 tỷ đồng. Mục tiêu hoàn thành 4 gói thầu của các dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi,
gói thầu XL01 cầu Bạch Đằng, gói thầu 17XL Pháp Vân cầu Rẽ, gói thầu CVK2C Cao Lãnh Vàm Cống, hoàn thành móng mặt đường gói thầu XDCT07 cao tốc Hạ Long Vân Đồn, tuyến chính đường cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ. Tiêu chí hoàn thành các gói thầu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và mỹ quan tốt, tìm kiếm và đầu tư các dự án trong và ngoài ngành. Lãnh đạo công ty cũng sẽ cố gắng đề ra những cái đường lối, chủ trương đầu tư đúng đắn, hợp lý, phù hợp với lại cái điều kiện, khả năng của công ty cũng như đòi hỏi của xã hội cũng như của ngành để làm sao chúng ta tiếp tục bám sát những cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là vẫn tiếp tục chúng ta tìm những cái dự án đầu tư BOT nó có hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn để chúng ta tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện công ăn việc làm cho hàng nghìn cán bộ công nhân viên của công ty Phương Thành cũng như các công ty thành viên. Đây là một cái nhiệm vụ rất lớn mà lãnh đạo công ty chúng ta phải tìm ra cái giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng kêu gọi tất cả anh em cán bộ công nhân viên công ty, đặc biệt là các ban điều hành công trường. Đấy, thì trong năm tới thì với cái khối lượng sản lượng công việc của các dự án của chúng ta cũng còn rất là lớn, công ty cũng sẽ cố gắng tổ chức thực hiện yêu cầu công ty BOT Pháp Vân Cầu Rẽ tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để chúng ta tổ chức thực hiện thi công dự án đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trên với cái quyết tâm cao nhất. Đấy, và chúng ta dồn toàn lực vào, đặc biệt từ đầu năm cho đến làm sao mà trong năm 2017 chúng ta phải cơ bản hoàn thành được cái dự án đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, với cái tư cách chúng ta vừa là chủ đầu tư vừa là nhà đơn vị thi công. Đấy, thì tôi kêu gọi tất cả anh em cán bộ công nhân viên chúng ta chung sức chung lòng với cái tinh thần chủ động sáng tạo cao nhất, đấy, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để chúng ta làm hoàn thành được cái dự án này. Đấy, hoàn thành tốt cái dự án này, nó đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ quan và đặc biệt công tác an toàn giao thông, nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là tốt, không những trên cái vấn đề kinh tế mà nó còn vấn đề chính trị, vì đây là công trình dự án mà nó là cửa ngõ phía nam của thủ đô với cái mật độ giao thông đi lại rất là đông. Đấy, nếu chúng ta làm mà chúng ta lại gần như là 3 trong 1, chúng ta vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu và vừa là những người quản lý dự án, như vậy thì chúng ta sẽ trưởng thành rất là lớn, và từ đây chúng ta sẽ là cái bàn đạp để chúng ta tiếp tục phát triển những cái dự án cao tốc khác, những cái dự án lớn khác, đem lại nhiều ý nghĩa cho xã hội, cho ngành và cũng như cho doanh nghiệp. Các giải pháp chủ yếu về con người: bổ sung đánh giá lại cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, bố trí, sắp xếp hợp lý tổ chức, phát huy nguồn nội lực, quan tâm phát triển nguồn nhân lực trong năm 2017 và những năm tiếp theo, thành lập các tổ chuyên gia, bộ phận nghiên cứu các giải pháp công nghệ, quản lý và giám sát chất lượng công trình. Về thiết bị, đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất bê tông nhựa theo hướng hiện đại và tự động hóa, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài trong quá trình sản xuất bê tông nhựa. Về vật liệu, chủ động sản xuất cấp phối đá dăm, đá cho bê tông nhựa phục vụ cho các dự án, tìm nguồn và nhập khẩu trực tiếp nhựa đường để đảm bảo chất lượng. Về quản lý chất lượng, hợp tác công nghệ, phối hợp các đơn vị, cơ quan chuyên môn như Trường Đại học Giao thông Vận tải, công ty Taiyui Nhật Bản để xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bê tông nhựa polymer, bê tông tạo nhám, bê tông nhựa thoát nước mặt đường. Về nhiệm vụ khác, hoàn thành hệ thống quy chế, nội quy của công ty, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công đoàn, chăm lo đầy đủ đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy sự đoàn kết gắn bó của mỗi cán bộ công nhân viên trong ngôi nhà chung Phương Thành Chan Phôn Sinh, đồng thời đóng góp trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tiếp tục trau dồi sức khỏe, trí tuệ với cái tinh thần chủ động sáng tạo và với cái văn hóa của công ty chân thành, trách nhiệm, trung thực và hiệu quả, thì chúng ta bước vào năm 2017 với cái tinh thần sinh khí mới, chúng ta sẽ làm quyết liệt hơn để làm sao chúng ta hoàn thành thắng lợi và thắng lợi vượt bậc những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Trong không khí náo nức của mùa xuân đang về, giữa đào mai khoe sắc và linh khí của trời đất an bình, với tôn chỉ hành động chân thành, trách nhiệm, trung thực và hiệu quả,
Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của mỗi thành viên ở mọi lúc mọi nơi, những vận hội mới đã hiện ra, chào đón Phương Thành Chancosin bước lên những nấc thang mới cao hơn, những thành công rực rỡ hơn như lòng mong đợi của mỗi chúng ta.